Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 74 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 74 này là San Tôn Nữ Hải Mai Giảng Rô Thăng. San Tôn Nữ Hải Mai Giảng Rô Thăng. cái tựa đề này có nghĩa là gì nè? San Tôn là Sơn Đông, là tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc á. San Tôn Nữ Hải là cô gái người Sơn Đông. Mai đây là bán, dạng rô thăng tức là cái canh thăng đây là canh canh thịt dê dạng rô thăng thì mình nghĩ chắc là món dê hầm gì đó rồi sanh tôn niệm hải mai dạng rô thăng sau đây chúng ta sẽ vào nội dung chi tiết đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé thản ly li sư trung của sanh tôn rệnh 今年二十八岁，他从十九岁就开始工作。他开过水果店，卖过衣服。最忙的时候，他一天做七八个工作。三年前，谭丽丽开始卖羊肉汤，每天从早上七点。 忙到中午一点下午去卖水果。这些年他已经买了两个房子和一辆跑车。现在他还买了一辆120万元的新车。这是挪用这是挪用的买。下单我们先听看杰特。 Để chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé Thản Ly Ly thản đây là họ đàm đàm lệ lệ thản Ly Ly sư Trung của sanh Tôn rểnh là người sơn Đông Trung Quốc tức là người tỉnh sơn Đông của Trung Quốc một cái tỉnh ở vùng phía đông của Trung Quốc Đông Bắc sư Trung của Sánh Tôn rểnh chi nện ở sự ba xuê Năm nay hai mươi tám tuổi thasúng sử chịu xuê chiêu khai sự cung da thasúng chịu xuê chị ấy từ khi mười chín tuổi chiêu khai sự cung cho thì đã bắt đầu làm việc như vậy là chị bắt đầu làm việc từ năm mười chín tuổi tha sữa chịu xuê chưa khai sự cung cho tha khai cua sự của tiền chị ấy từng mở khai qua là từng mở Sử của tiên là cửa hàng trái cây Sử của là trái cây Sử của tiên là cửa hàng trái cây còn cái từ cua này khai cua từ cua đứng liền sau động từ thực ra nó đọc khinh thanh nhẹ thôi khai cua là chỉ sự việc gì đã từng xảy ra trong quá khứ rồi khai cua là từng mở chỉ từng mở à, cửa hàng trái cây mai cua y phu là cũng từng bán quần áo nữa mai cua là từng bán từng bán quần áo trang phục Chuy tờ hồ. Cái lúc mà bận rộn nhất, chuy mạng tờ sử hồ. Tha y chi ba Mỗi ngày chị ấy làm đến 7 tám cái công việc. Tức là ví dụ sáng sớm chị đi bán rau rồi, sau đó chị đi bán quần áo rồi, sau đó chị đi giúp việc nhà rồi, cuối cùng là uh, bán nước rồi, nước ngọt hay cái gì đó. Đại loại là những cái việc mà nhỏ 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 từng khúc thời gian như vậy. Nhân này nó mới nói là Chuy mãng tới sự hô Tức là khi mà bận nhất á Tha y thiên cung do chi ba Cung do Mỗi ngày chị ấy làm đến 7-8 cái công việc 7-8 công việc Ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cũng có nhiều người làm như vậy Có người sáng người ta phụ bán ở chợ Rồi sau đó rồi người ta đi giúp việc cho Giúp việc là dọn dẹp nhà cửa Rồi dọn việc chợ Rồi gì đó Nhiều việc San nén xén là ba năm trước. Thản ly ly khai sự mai giảng rô thăng. Ba năm trước đàm lệ lệ bắt đầu. Chỉ làm đệ lệ, à, lệ lệ bắt đầu. Mai giảng rô thăng là à, bán canh, à, canh à, thịt dê. Tức là chắc là bán thịt dê hầm hay là gì đó. Mày thiên chủng chào sang chi tiền, mãn to trung hủ y tiền. Mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho sang chi tiền mãn to là bận đến trung ngủ y tiền tức là 1 giờ trưa mỗi ngày chỉ bận từ 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa xe hủ suy mai sủy của buổi chiều thì đi bán trái cây xe hủ suy mai sủy của trơ xe nén là trong mấy năm nay trơ xe nén là mấy năm nay thay vì chiếc mài lên liền cơ phản chưa Thái gì chính chị ấy đã mài lơ là, là đã mua gì chứ mài lơ là, là đã mua liền cơ phản giờ hai căn nhà hở dĩ len phào chớ và một chiếc xe thể thao phào chớ là xe thể thao xe hơi thể thao thường nó chỉ như vậy xin ra tha hải mài lơ dĩ len xin ra là bây giờ tha hải mài lơ dĩ len hiện nay chị ấy còn mua thêm một chiếc nữa dĩ len gì 120 quanh nguyện tờ xin sơ. Bây giờ chị ấy còn mua một chiếc xe mới đến 120 vạn. À, một vạn là bằng với 10 ngàn. Như vậy là dí bài ở sử quanh là mình thêm 4 số 0 nữa. Có nghĩa là 1 triệu à, 200 ngàn. Chị, bây giờ chị còn à, mua thêm một chiếc xe mới với tỷ giá là 1 triệu 200 ngàn. Như vậy là xe rất là tốt. Đấy. thì vừa rồi là nội dung chi tiết của cái uh, phần 74 này sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé. Thản ly ly sư Trung Quốc, Sơn Đông, người, năm 28 tuổi. 他从十九岁就开始工作。他开过水果店，卖过衣服。最忙的时候，他一天做七八个工作。 三年前，谭丽丽开始卖羊肉汤，每天从早上七点忙到中午一点，下午去卖水果。 这些年，他已经买了两个房子和一辆跑车，现在他还买了一辆一百二十万元的新车。 Và tiếp theo nữa thì xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc nhanh lại một lần. Phần này các bạn là uh, các bạn chủ yếu để luyện nghe nên là các bạn có thể nghe không nhìn lên màn hình cũng được. Nếu các bạn chưa tự tin thì nhìn. Còn đã tự tin rồi thì cứ nghe thôi và không nhìn lên màn hình nữa nhé. Xin mời mọi người chúng ta bắt đầu nghe nè. Thản Lily sư trung của Tôn Đông chi <laughs> nền tuổi, 他从十九岁就开始工作。他开过水果店，卖过衣服。最忙的时候，他一天做七八个工作。三年前，韩丽丽开始卖羊肉汤，每天从早上七点忙到中午一点，下午去卖水果。 Trong những năm, tha đã mua了 2 cái房子 和一辆跑车. Bây giờ tha lại mua了 một辆 120 vạn yuan 的新车. Và đến đây là mình kết thúc cái phần 74 này. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Mọi người nhớ like và share để nhận những cái thông tin mới nhất nhé, để cho video nó được lan tỏa nhiều hơn và cũng nhân cái mùa dịch bệnh rất là căng thẳng này chúc mọi người cùng với gia đình an lành vượt qua nhé xin chào mọi người